Vâng, vườn mai Chích Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em lại giới thiệu cái lô mai Đại Lộc của vườn nhà em đây. Thật sự là cây nó bông rất là chuẩn luôn nha. Cả nhà nhìn xem cái hoa nó như thế này đây. Thật sự rất là đẹp luôn. Cây con, cây gốc nhớt nhưng mà cái bông nó bự như thế này đây. Đây là cái nụ nha. Đó. Nhìn chỉ có mê thôi nha. Thật sự rất là mê luôn. Rồi, bây giờ em sẽ quay từng cây cho cả nhà xem. Cây nó không cao lắm nha cả nhà, nhưng mà cây rất là sung, rất là phát triển luôn nha. Tất cả các cái gốc thì đều được ghép từ cái gốc nhớt uốn rễ. Đây em quay từng cây cho cả nhà xem rồi. Đây, cây rất là sung nha, mặc dù không cao lắm. Rồi bây giờ em sẽ cho cả nhà xem từng cái bộ gốc bộ rễ của nó đây. Đây. Đó, cây rất là đẹp luôn nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Đây. Được ghép bằng gốc nhớt nha cả nhà. Đó, cái cây uốn rễ nha. Rồi, đây. Đây. Đủ hình đủ dạng hết nha, đủ kiểu hết luôn. Cây này vừa chơi và vừa là làm giống nha. Đại Lộc giống chuẩn thì cái cánh hoa của Đại Lộc á là em xin nói là từ 5 đến 49 cánh nha. Nó ra đủ loại cánh hết á. Lâu lâu thì nó cũng có đột biến ra 5 cánh. Nhưng mà đa số là Đại Lộc của em ghép này nó ra chuẩn. Cái bông như cả nhà thấy rồi đó. Đây. Cây rất là đẹp nha. Rồi, vừa làm giống nha, vừa lấy bo, rồi vừa có thể chơi luôn. Đây. Cây này thì em bán với giá là 170.000 một cặp nha cả nhà. Vậy em không bao phí ship nha, em ship từ 2 cây trở lên. Rồi, đây, ai thích thì liên hệ với em với số điện thoại là 0397142252 nha. Xin chào và chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Mong được sự ủng hộ của cả nhà đây.